này vừa rồi, nếu quý vị có ai mở mua tờ báo Sài Gòn Nhỏ không? À, thì Sài Gòn Nhỏ tuần vừa rồi, cái máy thô lên sát nha, để chúng vị thấy bên tay mặt, bên tay mặt cái trang báo đó, thấy có cái con sao, quý vị thấy cái sao, cái lỗ tròn, lỗ đen không? Đó, cái lỗ đen đó, quanh đó có con sao, mấy cạnh, 14 cạnh. Đó là cái nơi sanh ra Chúa Giêsu. 2000 năm nay bây giờ người ta còn giữ lại cái điểm đó, mà không biết tại sao người ta lại đánh dấu ở chỗ đó bằng một cái lỗ mà có con sao, dưới này đọc chữ là nơi Chúa Giêsu sinh ra được đánh dấu với ngôi sao 14 cánh. À, cái bài mà tôi tìm được mà tôi đăng báo cũng tuần vừa rồi ở trên tờ, nếu quý vị coi trên báo thì tôi không có đăng, tôi chỉ đăng bài tôi viết thôi. Thì cái bài đó tôi gửi trên internet, gửi ra cho nhiều nơi đó, rồi cũng cái hình đó tôi khám phá ra được vào ngày 25 tây tháng 12 năm 2009, tức là đúng cái ngày Chúa sinh nhật, ngày sanh Chúa. Ở dưới góc cái hình này người ta gửi ghi như thế này: các chữ vòng quanh bên trong ngôi sao là Hic De Vigile Maria Jesus Christus Natus Est, chữ Latin, có nghĩa là nơi đây trinh nữ Maria đã hạ sinh Đức Giêsu Kitô. Thì thôi, cái chuyện này ở bên Do Thái nó ghi như vậy thì hay như vậy, chắc chắn là hàng triệu người đã đi ngang chỗ này đã chụp hình rồi. Phải đi vào ở trong cái đền thờ mà nơi mà Chúa sanh ra đó thì mới có thấy, thể thấy được cái hang này đó. Đi vào trong cái chỗ đó, phải khum mình xuống đi vào trong cái nơi mà chỗ Chúa sanh ra. Mà thưa quý vị, tôi lại vẫn tại nói phải chứng minh là tới nay tại sao người Việt Nam mình là có con sao đó, là các vị đạo sĩ đó nhìn lên thấy có con sao đốm sáng thì cứ đi thôi, đi theo đốm sáng và đi qua bên đó tới cái chỗ mà để mà Chúa sanh ra. Mà làm sao mà biết cái con sao đó là cái gì để mà đi? Quý vị có ai suy nghĩ liên tưởng nó cái gì đến với người Việt Nam chúng ta? Ở Việt Nam chúng ta có cái gì có con sao, ai nhớ lại coi? Trong văn hóa Việt Nam chúng ta cái gì có con sao? Ngoại trừ ra cái mà mình nó dòm trên trời mình thấy, còn cái gì mình thấy có con sao? Trống đồng Đông Sơn. Trên cái trống đồng Đông Sơn của dân tộc Việt chúng ta đó, chỉ có hình con sao mà thôi, không có hình gì khác hết. Tôi đã đi qua bên Brunei, là xứ của người Hồi giáo. Tôi đã đi qua Nam Dương, xứ của người Hồi giáo. Tôi qua Thái Lan, là xứ của người Phật giáo. Tôi vào, bao giờ tôi cũng vào trong bảo tàng viện tôi xem. Thì tôi đi bảo tàng viện nào cũng có cái trống đồng Đông Sơn trong đó hết. Thì cái trống đồng Đông Sơn người ta tìm được nhiều lắm ở trong cái vùng Đông Nam Á này, chứ không phải chỉ riêng ở nước mình. Nhưng mà cái tên đó là tên trống đồng Đông Sơn. Đông Sơn là gì? Sơn là núi, Đông là phương Đông, cái núi phương Đông. Tổ tiên của chúng ta đó đã ở trong cái vùng cái núi của cái Đông Phương, cái sơn, cái núi, núi Đông Phương đó. Còn lại cái câu ca dao, ai còn nhớ câu ca dao gì không? Công cha như núi Thái Sơn. Đó, núi Thái Sơn. Núi Thái Sơn đó, núi như núi Thái Sơn đó. Rồi chúng ta ngày xưa ở gần cái núi Thái Sơn đó bên Tàu á, mà chúng ta đã di chuyển về phương Nam rồi. Nhưng mà cái câu ca dao của dân tộc mình vẫn còn, công cha như núi Thái Sơn. Nó phải sát bên mình mới đem cái núi đó ra mà mình ví dụ nó. Nhưng mình tôi tuốt phương Nam sao biết cái núi Thái Sơn? Đó là cái núi Đông Sơn. Cho nên cái trống đồng của chúng ta là trống đồng Đông Sơn, là của núi Đông. Đây quý vị thấy cái hình này, người ta chụp ở Hà Nội năm ngoái. Quý vị ai đã từng thấy cái trống đồng Đông Sơn rồi đưa tay tôi coi. Ai từng thấy rồi, hình trên báo chí, trong sách vở, có thấy không? Thấy không? Nhưng có bao giờ thấy con sao ở trên không? Chắc không để ý phải không? Thấy nó ngọn tròn tròn ngộ ngộ vậy thôi chứ không để ý phải không? Đây,
Trống đồng Đồng Sơn. Trái này là cái mặt trống đồng này chụp được Hà Nội năm ngoái. Ở ngay chính giữa có con sao này, quý như vậy đó. Đáng lẽ mình khắc cái con trâu, con rồng, con những cái con gì để mà thờ đại khái như vậy chứ. Con chim nhà Việt Nam mình á, mình mà một giống chim ha, mà mình không khắc chim, chim có mà khắc vòng quanh thôi. Con chim chỉ đi vòng quanh thôi. Rồng cũng không có rồng nữa. Trâu cũng không có trâu nữa, rắn cũng không có rắn nữa. Mà ở giữa chỉ có mỗi có con sao. Mà quý vị biết con sao này có mấy cạnh không? 14 cạnh. Rất đặc biệt. 14 cạnh, tại sao con sao của dân tộc mình chế cách đây 3.000 năm mà lại có 14 cạnh? Mà cái nơi mà Chúa sanh ra lại có con sao đánh dấu cũng 14 cạnh ở bên Do Thái. Vậy thì đâu có dân tộc nào khác có được con sao của trống đồng Đông Sơn. Tổ tiên chúng ta biết đâu đã chờ, chờ đợi khi mà Đức Chúa Trời dặn đó, nó khi nào các con á mà thấy cái con sao á thì theo con sao mà đi thì sẽ tìm thấy ta. Nếu ai đọc lại câu chuyện của Sáng Thế Ký thì khi mà Cain á phạm tội, Cain là đứa cháu, xem như đứa cháu ngoại, đứa cháu ngoại của Đức Chúa Trời. Tại vì Đức Chúa Trời sanh ra bà Eva, phải không? Thì bà Eva là con Đức Chúa Trời, mà bà Eva sanh ra Cain thì Cain phải gọi Đức Chúa Trời là ông ngoại. Hả? Ông ngoại, ông nội cũng được. Nếu mà tin rằng á Cain là con của Adam á thì là ông nội. Còn nếu mà Cain mà là con của con rắn á mà nó dụ bà Eva được á thì Đức Chúa Trời không phải là ông nội nữa mà là ông ngoại thôi. Để tôi nói là nếu, thấy không? Nhưng mà biết làm gì biết cũng biết là ông ngoại kia đã. Ai làm gì làm cũng là ông ngoại, bà ngoại thôi, không có lộn xộn đâu được hết, đúng không? Và đó, ông ngoại đó bây giờ bởi vì Cain nó giết em mình. Giết chết em mình đi. Lý do là tại sao? Không ai biết. Tôi biết mà tôi không tiện nói ra. Khi nào quý vị thảo luận thần học riêng với tôi sẽ nói ra. Nhưng mà nói với chính thức trên cái nền của giáo lý của giáo hội chúng tôi không nói được. Nhưng mà rất có thể là Cain đó là con của con rắn, là bởi vì cho nên bà Eva mới gọi là gì, ăn trái cấm. Hồi xưa giờ là mình nói láo, thí dụ đứa nhỏ mà nó ai nói láo mình có nói là nó ăn trái cấm không? Không. Thí dụ thằng đứa nhỏ nó ăn trộm ăn cắp mình, nó ăn trái cấm, không ai nói. Người đàn ông á mà lộn xộn á thì người ta có nói ông đàn ông đó ăn trái cấm không? Cũng ít nói. Nhưng mà người đàn bà đó khi mà ngoại tình á hay là làm cái gì mà không có thẳng với chồng thì người ta nói rằng bà đó ăn trái cấm. Không hiểu tại sao người ta chỉ đem cái chữ ăn trái cấm nó ráp với lại những cái tội có tính cách tình dục mà không đúng với chồng, với vợ. Trở lại vấn đề này, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là ông của Cain, và Cain đã giết em mình. Cho nên Đức Chúa Trời giận lắm mới đuổi Cain đi. Mà quý vị biết là giận nhưng mà thương không? Quý vị mình, thí dụ mình có đứa cháu ngoại của mình, nó không phải là nó là con của người khác, của hải tặc Thái Lan chẳng hạn vậy. Nhưng mà bây giờ con mình nó sanh ra rồi, mình có thương nó không? Cũng thương chứ, thấy không? Nhưng mà giận lắm. Vừa giận mà thương, Đức Chúa Trời giận mà thương Cain. Nhưng mà đâu phải lỗi của Cain, đâu có tội tình gì đâu. Nếu mẹ Cain mà làm phạm tội tổ tông đó thì chỉ có Cain, đâu có tội tình gì. Nhưng mà vì giết em mình để làm một cái công việc gì đó mà Chúa đã đuổi Cain đi về. Con đi về phương Đông đi. Về đi, ra khỏi, đi về phương Đông mà. Và Kinh Thánh đã ghi rằng là Cain đã dẫn vợ con đi về phương Đông mà. Nếu mà Cain mà cứ đi về phương Đông, đi hoài về phương Đông đó, không hẳn là phải ông bà đó về tới phương Đông. Nhưng mà trong khi đi thì ngừng lại, sanh con đẻ cái, sanh đen con đẻ cái và dân tộc. Con cháu của Cain cứ đi dần về mãi tới tận núi Thái Sơn, tức là hết đường mà đi tới Biển Đông rồi đó.